Bản tin thứ đây cũng cho hay rằng công an Hậu Giang khi không chấp nhận đơn khiếu nại của bé 4 tuổi bị tấn công tình dục. Theo như tờ báo Thanh Niên ngày 21 tháng 11 năm 2019 loan tin, công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã từ chối đơn khiếu nại của người mẹ có con bị tấn công tình dục và đồng thời có quyết định là không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng thời hạn khiếu nại không còn. Trước đó thì vào ngày 24 tháng 8 năm 2019, người mẹ này đón con gái 4 tuổi của mình từ nhà một giáo viên mầm non về thì phát hiện cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường. Cháu bé cho biết là khi cháu ngủ trưa ở nhà cô giáo này thì bị cha của cô giáo thực hiện xâm hại tình dục cháu đến 2 lần. Sau đó thì cháu bé được cha mẹ và công an huyện Châu Thành đưa tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để giám định thương tích. Nội dung giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện chẩn đoán là cháu bị tấn công tình dục bằng sức người. Sự việc sau đó đã được công an huyện Châu Thành vào cuộc. Nhưng sau khi gặp gia đình bị đơn thì không biết vì nguyên nhân nào mà cho tới ngày 12 tháng 11, gia đình của nạn nhân mới nhận được thông báo của công an về việc không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội. Quyết định này được ghi vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, nhưng gần một tháng sau thì gia đình mới nhận được. Không chấp nhận quyết định trên, nên ngày 15 tháng 11, mẹ của bé gái đã gửi đơn khiếu nại tới công an huyện Châu Thành. Tuy nhiên thì vào ngày 20 tháng 11, phía công an huyện thông báo là không chấp nhận đơn khiếu nại vì hết thời hạn khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày công an huyện ra quyết định là không khởi tố vụ án hình sự. Mẹ của nạn nhân cho biết vào ngày 12 tháng 11, chị mới biết và đến công an huyện ký nhận quyết định không khởi tố của công an huyện. 3 ngày sau, chị gửi đơn khiếu nại, nhưng công an lại cho rằng đơn của chị đã quá trễ. Sự việc đã khiến cho chị bất mãn và quyết tâm sẽ đòi công lý cho con mình đến cùng.